Nhưng mà khi anh Thư mới qua Hàn Quốc, có lần tôi thấy anh Thư bị chảy sữa. Phải tìm cho bằng được con của anh Thư là ai. Dù cho nó là con trai con gái thì cũng phải mang đứa nhỏ đó đem về giao trước mặt chồng chị và Hải Đăng. Chị nghe đây. Có chuyện gì vậy? Chị đang gặp anh Hải hả? Cứ nói đi, có chuyện gì? Cuối cùng Thảo Ly cũng tìm ra được điểm yếu chết người của cô ta rồi. Là chuyện gì vậy? Cực kỳ nghiêm trọng luôn đó. Chị giữ bình tĩnh nha. Trước khi qua Hàn Quốc, cô ta đã từng có một đứa con. Chị biết rồi. Sẽ nói chuyện này sau nha. Có chuyện gì sao gì? Sao cô nghĩ như vậy? Hay là cô có bí mật gì cần phải giấu giếm sao? Dì đang ám chỉ điều gì vậy? Không có. Tự dưng tôi nhớ đến cái câu có tật thì giật mình. Nhìn thái độ của cô như vậy dễ khiến người ta hiểu đúng như vậy lắm. Không phải đâu dì. Chỉ là đang đối mặt với dì nên con có thói quen cảnh giác vậy thôi. Câu trước á thì cô khuyên tôi nên hạ vũ khí để đình chiến. Câu sau là lại thủ sẵn dao rồi. Bởi không được giáo dục học hành tới nơi tới chốn, cho nên cô đã không có cái nền tảng đạo đức cơ bản của một con người. Nói mới nhớ, lúc cô qua Hàn Quốc là cô bao nhiêu tuổi vậy? Sao dì lại tò mò muốn biết chuyện này? Chuyện này cũng khó nói lắm hay sao? Hay là cái quá khứ của cô có điều gì đó mờ ám? À mà cũng dễ hiểu thôi. Một người thông minh, sắc sảo và xinh đẹp như cô á, lại không chừa bất cứ một thủ đoạn gì. Chắc là có nhiều người đàn ông trở thành nạn nhân của cô lắm. Cho nên bây giờ rất ngại phải nhắc về quá khứ, đúng không? Dì đã quyết định ly hôn với bố. Vậy thì giữa chúng ta không còn quan hệ gì hết. Dì muốn biết quá khứ của con để làm gì? Nếu như dì muốn soi mói để tìm điểm yếu thì dừng lại đi, tốn công vô ích. Con không có gì để giấu giếm hết. Thật sao? Có chắc là cô không có điều gì giấu giếm không? Đúng vậy. Thôi được rồi, cô nói không thì tôi coi như là không có vậy. Thời gian gần đây có tin đồn là anh Thư đã từng có con trước khi qua Hàn Quốc làm việc. Chúng tôi biết cô là bạn thân thiết với anh Thư trong khoảng thời gian đó, cho nên muốn hỏi cô là tin đồn đó là có thật hay không? Chuyện này thì làm gì có bí mật nào mà được giấu kín mãi mãi. Quan trọng là chúng tôi cần biết sự thật để có cách xử lý. Bây giờ cô thử nghĩ nha. Anh Thư thì đang nổi tiếng. Nếu như tin đồn này có thật mà chúng tôi thì không biết thì... Cô hãy nói cho chúng tôi biết đi. Tin đồn đó có thật hay không? Thật ra hồi đó tôi mới cưới, chưa có con nên chưa có kinh nghiệm. Nhưng mà khi anh Thư mới qua Hàn Quốc, có lần tôi thấy anh Thư bị chảy sữa, ướt cái mền luôn. Có nghĩa là cô ta chỉ mới sinh con được có mấy tháng thôi. Như vậy là cô ta đã từng có chồng trước khi qua Hàn Quốc làm việc, đúng không? Vậy rồi con của cô ta, đứa nhỏ đó bây giờ nó đang ở đâu? Cô chưa có cưới. Tôi chỉ biết là có một khoảng thời gian cô quen ai á. Rồi sau đó tôi lo giấy tờ qua Hàn Quốc với chồng, cho nên tôi cũng không có gặp cổ, cũng gần một năm. Vậy cô có biết người cổ quen là ai không? Tôi không có biết. Trước đó thì cái gì cổ cũng tâm sự với tôi hết á. Nhưng mà từ sau khi qua Hàn Quốc, cổ ít nói lắm. Cũng không có muốn nhắc chuyện hồi ở Việt Nam nữa. Suốt ngày lo làm không à, quên ăn quên ngủ. Có lần còn bị xuất huyết tử cung nữa, làm tôi sợ muốn chết luôn. Có chuyện đó nữa sao? Xuất huyết tử cung là rất nghiêm trọng và nguy hiểm nữa. Cô ta có đi bệnh viện không?
tôi gọi cấp cứu cho cổ luôn mà. Lúc đó tôi thấy cổ chảy máu lên láng luôn. Tôi nghi lắm, tôi hỏi mà cổ im. Tôi thấy cổ không muốn nói, cho nên tôi đâu có hỏi nữa. Bây giờ kể lại, tôi nghĩ chắc là do sau khi sinh xong, cổ không có kiên cử, cho nên mới bị xuất huyết tử cung đó. Thôi, chị nhức đầu lắm rồi, em ngồi xuống đi. Chuyện anh Thư có con là một quân cờ để mình có thể đạp đổ cô ta. Nhưng vấn đề là chúng ta không có bằng chứng. À, hay là mình nói chuyện này với lại anh Hải và Hải Đăng, gây xào xáo nội bộ trong lúc chờ tìm bằng chứng cũng được mà. Vô ích. Khoan hãy bàn đến chuyện cô ta có con rơi hay không. Bây giờ mà chị có nói anh Thư là kẻ giết người thì họ cũng không tin đâu. Họ nghĩ là chị vu cáo để tìm cách hãm hại anh Thư thôi. Vậy bây giờ phải làm sao? Mình đâu có bằng chứng chắc chắn gì để buộc tội cô ta. Theo như lời bạn của anh Thư nói là khi vừa sang đến Hàn Quốc thì cô ta bị chảy sữa. Điều đó có nghĩa là anh Thư đã sinh con ở Việt Nam. Đúng vậy. Anh Thư ở Hàn Quốc khoảng 20 năm. Con của cô ta bây giờ là hơn 20 tuổi. Vậy thì lúc đó anh Thư khoảng 19 tuổi. Bây giờ thì chúng ta đã biết gót chân Asim của cô ta trong cuộc chiến này. Em thử tìm xem thông tin ở các bệnh viện xem còn lưu giữ hồ sơ không. Biết đâu chúng ta tìm ra được manh mối gì đó. Alo, tôi nghe đây. Tôi biết rồi. Tôi cảm ơn cậu. Sao vậy chị? Có chuyện gì nữa hả? Luật sư Tính gọi điện thông báo với chị là anh Hải đã hủy cái thỏa thuận trước hôn nhân mà anh Thư đã ký. Điều đó có nghĩa là ông ta đã chính thức công nhận anh Thư là vợ của Hải Đăng và là con dâu của tập đoàn Tinh Hoa. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Bằng mọi cách mình phải tìm ra được bằng chứng thôi. Phải tìm cho bằng được con của anh Thư là ai. Dù cho nó là con trai con gái thì cũng phải mang đứa nhỏ đó đem về giao trước mặt chồng chị và Hải Đăng. Hoa Vương xem sớm nhất trên VOON và 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh V Channel.